với nhà thờ hàng trăm năm tuổi tại Pháp. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà thờ Thánh Pierre và Thánh Paul tại thành phố Nan, miền Tây nước Pháp ngày 18 tháng 7. Theo áp, ngọn lửa đã phá hủy cấu trúc bên trong nhà thờ, hủy hoại các cửa sổ kính màu và phun khói đen lên các tòa tháp. Một quan chức giấu tên cho biết, vụ cháy phát sinh từ bên trong nhà thờ và nguyên nhân chưa được làm rõ, không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn. Cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố Nan cho biết, phòng máy chòm nhà thờ không bị ảnh hưởng bởi đám cháy và tình hình đã được kiểm soát. Vụ cháy nhà thờ này đã gợi lại ký ức về vụ hỏa hoạn ở nhà thờ Đức bà Paris cách đây hơn một năm. Sau nhà thờ Đức bà, nhà thờ Thánh Pierre và Thánh Vân, trái tim của Nan bị hỏa hoạn. Cần phải hỗ trợ cho những người lính cứu hỏa đang bất chấp mọi rủi ro để cứu lấy viên ngọc của Nan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter.